phần con của một người rốt cuộc có thể lớn đến nhường nào được cơ chứ? Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi như vậy khi gặp phải người lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mà quên đi giá trị của người khác không? Nếu chưa từng, có thể vụ án ngày hôm nay sẽ làm bạn phải suy ngẫm đến điều đó đấy. 20 phút tiếp theo, hãy cùng mình bước vào một vụ án từng gây ra nhiều tranh cãi vào năm 2004 tại Bắc Kinh ngay sau đây nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Sáng sớm ngày 24 tháng 12 năm 2004, cô Lý bị giật mình khỏi giấc ngủ vì muốn đi vệ sinh. Lúc này trời chỉ mới tờ mờ sáng, thế nhưng ánh sáng vàng chói lóa ở phía đối diện đã thu hút sự chú ý của cô. Nhìn qua cửa sổ, có một đám cháy bất ngờ bùng phát tại một ngôi nhà trong khu dân cư Daxing, Bắc Kinh. Nhận ra có hỏa hoạn, cô Lý ngay lập tức gọi 119, ngăn lửa lan rộng hơn. Chỉ 10 phút sau cuộc gọi, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Ngọn lửa cháy khá lớn, đang có dấu hiệu lan rộng ra xung quanh. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng tiến vào bên trong để tìm kiếm người sống sót. Tuy nhiên, dường như đã quá muộn, lực lượng cứu hỏa phát hiện một tình cảnh kinh hoàng. Bên trong ngôi nhà có 4 thi thể cháy đen. Nếu không thể nhìn vào kích thước cơ thể, thật sự rất khó để nhận diện được giới tính hay độ tuổi của nạn nhân chỉ qua quan sát. Cả căn nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ, gần như đã cháy rụi. Những đồ điện tử trong nhà như TV, radio đều đã bị cháy đen. Có thể nói, căn phòng chỉ có bụi và mùi khét của đám cháy. Mùi cháy của da thịt người, mùi khét của đồ dùng trong nhà và hình như là còn có một mùi gì đó rất lạ, hình như là mùi xăng. Vậy nếu là mùi xăng thì có khả năng vụ cháy này không phải là ngẫu nhiên như là cháy vì chập điện mà là có sự sắp đặt. Nhận được thông tin, cảnh sát ngay sau đó đã nhập cuộc điều tra. Căn nhà tuy không quá rộng rãi nhưng cũng có được 3 phòng ngủ. Một phòng dành cho vợ chồng chủ nhà, một phòng cho người bố và phòng nhỏ nhất là cho người bà lớn tuổi. Phòng khách và phòng bếp ở cùng một gian. Dù các vật dụng và đồ ở trong nhà gần như đã cháy hết, thế nhưng vẫn nhìn thấy được người phụ nữ trong gia đình là một người gọn gàng và sắp xếp rất hợp lý. Ngoài ra, phòng khách cũng còn một ban công nhỏ. Kiểm tra xung quanh ngôi nhà, cảnh sát phát hiện thêm một thùng xăng lớn đã bị cháy gần hết. Có thể là do hung thủ đã vứt lại. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một đôi găng tay màu đen ở ngoài ban công và một con dao thái nhỏ. Tuy nhiên, trên cả 4 thi thể nạn nhân không nhận thấy có dấu hiệu bị chém hay tấn công bởi dao. Vì vậy, cũng có nghĩa là hung thủ đã thay đổi cách thức ra tay. Trên bàn uống nước ở phòng khách, cảnh sát nhìn thấy có khoảng 4 ly trà đang được lật ngửa. Để chắc chắn đó là gia đình nạn nhân đã sử dụng trước khi xảy ra án mạng, cảnh sát nhanh chóng đã gửi mẫu cho bên giám định. Lúc này trời cũng đã sáng, mọi người trong khu dân cư cũng bắt đầu tất bật với một ngày mới. Còn tại căn nhà bị cháy, cảnh sát cũng tất bật điều tra nguyên nhân xảy ra chuyện thương tâm này. Cuộc điều tra cho thấy ngôi nhà bị cháy thuộc về Tô Chí Quốc, 28 tuổi. Người thiệt mạng là bà nội, cha, vợ và con gái của Quốc. Các bác sĩ giám y cho biết trên thi thể của cả 4 nạn nhân đều không có dấu hiệu bị tấn công bằng công cụ, cũng không nhận thấy vết thương nào. Và quan trọng là nguồn lửa không phải bùng cháy từ bất kỳ vật dụng nào trong nhà, mà lửa lan ra từ chính những thi thể này. Vô lý, một người đang sống sờ sờ thì làm sao có thể tự nhiên bốc cháy? Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 4 người đã chết từ lâu trước khi cháy. Nguyên nhân là do ngạt cơ học, rất có thể là do ai đó bóp cổ và bịt miệng mũi. Xác định vụ án hình sự là do cố ý giết người rồi đốt phá. Tại hiện trường không có sự xuất hiện của Quốc. Vì vậy, cảnh sát ngay lập tức tìm cách liên lạc với chủ ngôi nhà. Quốc sau khi nghe thông tin về tai nạn của gia đình đã nhanh chóng trở về. Vừa trở về, chủ nhà Tô Chí Quốc đã ngồi sụp xuống khóc lóc thảm thương vì sự ra đi của cả gia đình. Tuy nhiên, vì Quốc không có mặt ở nhà tối qua nên cảnh sát đã yêu cầu thẩm vấn anh. Tô Chí Quốc cho biết
mình đang là một người kinh doanh vận tải cá nhân, thu nhập khá ổn định và cũng là nguồn thu nhập chính cho gia đình. Thông thường, nếu có quá nhiều việc, anh sẽ không về nhà mà ở lại văn phòng làm việc. Tối ngày 23 tháng 12, anh có gọi điện về gia đình như bình thường và không nhận thấy điều gì khác lạ từ vợ. Không ngờ sang ngày hôm sau, nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Một giả thuyết ngay sau đó cũng đã được cảnh sát đặt ra. Liệu rằng có phải vì Tô Chí Quốc cảm thấy mệt mỏi khi chăm sóc một gia đình 5 người nên đã ra tay sát hại cả nhà? Tuy nhiên ngay sau đó, những lời của Quốc đã nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ trên. Quốc nói công việc của mình có nguồn thu nhập rất ổn định. Đồng thời vợ và bố anh cũng có làm thêm nhiều công việc. Chuyện tài chính chưa bao giờ là vấn đề khó khăn với gia đình anh. Thông qua hàng xóm, cảnh sát cũng biết được gia đình Quốc trước đây tuy không quá giàu có. Thế nhưng, từ khi anh chuyển sang kinh doanh vận tải cá nhân thì gia đình đã bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Trong khi nhà có bà ngoại giúp đỡ chăm sóc con gái, người cha giúp đỡ gánh nặng, người vợ thì đức hạnh hiền lành, con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Nên nếu là vấn đề gia đình thì không thể nào. Vụ cháy đã thiêu rụi gần hết chứng cứ tại hiện trường nên cảnh sát rất khó khăn ở trong quá trình điều tra hung thủ. Ngay sau đó, cảnh sát đã nhận được kết quả giám định từ phía pháp y. Cả 4 ly trà trên bàn, ngoài DNA của vợ Tô Chí Quốc ra, thì 3 ly còn lại không nhận thấy DNA của ai. Lúc này, cảnh sát đã đặt ra 2 giả thuyết. Thứ nhất là nếu cả 4 ly trà trên không có DNA của 3 người nạn nhân còn lại, vậy thì khả năng trong 3 ly đó là dành cho hung thủ. Cũng có nghĩa có khoảng 1 đến 3 người phải là người quen với gia đình nạn nhân. Thứ hai, nếu 4 ly trà đó là của gia đình nạn nhân, thì có thể 3 người còn lại đã không uống nó. Tuy nhiên, bạn có thấy điều gì lấn cấn ở đây không? Một cụ già và một đứa trẻ lại uống trà vào buổi tối. Chẳng phải có hơi vô lý sao? Như vậy thì chỉ có thể tập trung vào giả thuyết 1. Vậy thì hung thủ có thể là ai? Có bao nhiêu người và nguyên nhân gì lại ra tay tàn độc với người già và trẻ em như vậy? Cảnh sát bắt đầu khoanh vùng những mối quan hệ xung quanh của gia đình Tô Chí Quốc và phát hiện một chi tiết quan trọng. Tô Chí Quốc hóa ra là có một nhân tình trẻ tuổi. Một năm trước, Quốc làm quen với Luna, một nhân viên trạm xăng 23 tuổi. Sau đó cả hai đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cho đến hiện tại, hai người vẫn qua lại. Và qua điều tra, cảnh sát biết được, từ chiều ngày 23 tháng 12, Quốc đang ở cạnh Luna. Ngay lập tức, cảnh sát một lần nữa triệu tập Quốc về đồn. Lúc này, Tô Chí Quốc ấp úng, sau đó thì thành thật khai báo. Quốc nói rằng, quả thật mình có mối quan hệ ngoài luồng với Luna mà cả gia đình không hề biết. Tuy nhiên, anh ta vẫn chăm sóc gia đình đầy đủ, không bao giờ để họ thiếu thốn. Thậm chí, anh ta có thể dễ dàng chu cấp cho cả hai bên. Vốn anh ta nói dối cảnh sát về việc mình làm việc vào ngày hôm đó bởi vì anh ta không muốn họ biết chuyện mình ngoại tình. Cảnh sát sau đó cũng đã tìm đến nhà Luna để tìm kiếm thông tin. Na cũng không ngần ngại chia sẻ mối quan hệ của cả hai người. Cô thừa nhận dù biết Quốc đã có gia đình riêng, thế nhưng cô vẫn chấp nhận sống cùng với anh ta, không danh, không phận. Còn chuyện về gia đình Quốc, dường như họ chưa biết đến mối quan hệ của hai người, nên cô ta chưa bao giờ bị vợ Quốc hay bất kỳ ai đến làm phiền. Khi được cảnh sát hỏi về những việc đã xảy ra vào ngày 23 tháng 12, Luna khai rằng cô ta đã làm việc cả ngày tại trạm xăng, có đồng nghiệp và ông chủ ở đó xác nhận. Đến chiều tối tan ca, cô ta chạy vội về phòng sửa soạn cho cuộc hẹn trước đó với Quốc. Tuy nhiên tối đó ngoài hai người thì có cả một người bạn khác của Quốc cũng đi cùng. Cảnh sát ngay sau đó đã xác nhận với nhân viên trạm xăng và tìm hiểu thông tin của người bạn đi cùng họ. Được biết, người bạn đó tên là Bá Hồng Viên, là bạn của Tô Chí Quốc và cũng quen với gia đình anh. Sau khi đến nhà Viên, Viên đồng ý những lời nói của Luna là đúng sự thật. Vì tối hôm đó, anh quả thật đã đi ăn uống và đi dạo một lát cùng hai người. Sau đó, vì để họ có không gian riêng nên khoảng 10 giờ tối, anh đã về trước. Lúc này, viên cảnh sát vô tình nhận thấy trên bàn tay phải Bá Hồng Viên có một vết thương nhỏ nên đã tò mò hỏi. Viên cho biết, hôm qua sau khi trở về, anh cảm thấy hơi đói nên đã làm một ít đồ ăn khuya. Vì vụng về nên không may bị cắt trúng tay. Thế nhưng,
Cảnh sát chú ý thấy viên mở cửa hay kéo ghế đều bằng tay phải, chứng tỏ anh ta là người thuận tay phải. Thông thường khi cầm dao bằng tay thuận thì xác suất vết thương nằm ở tay còn lại thường sẽ lớn hơn, đúng không các bạn? Việc một người thuận tay phải lại bị thương chính ở tay thuận của mình làm cảnh sát có phần nghi ngờ Bá Hồng Viên. Một giả thuyết đặt ra, có thể vết thương này đã bị gây ra bởi con dao được tìm thấy tại hiện trường. Nhận ra cảnh sát nghi ngờ mình, Viên nhanh chóng giải thích rõ nguyên nhân gây ra vết thương của mình. Viên sau đó cũng lật bàn tay trái và nói rằng lúc lật con dao xuống thì vô tình cắt trúng. Cả hai bàn tay đều có vết thương, phần máu dính trên con dao ở nhà bếp vẫn chưa được rửa. Lý do là anh ta quá lười nên đã bỏ ở đó và đi ngủ. Qua khám xét phần máu dính ở con dao bếp của nhà Viên, cảnh sát nhận thấy hoàn toàn trùng khớp. Cũng chính vì vậy mà Bá Hồng Viên đã được loại khỏi diện tình nghi. Lúc cảnh sát từ nhà Viên ra về, một câu hỏi của anh ta đã làm cho cảnh sát biết thêm một tình tiết mới. Vừa tiễn cảnh sát, Viên vừa nói, tôi còn nghĩ với sự ra đi của gia đình họ thì người đầu tiên các anh phải tìm đến là Trương Bá Vũ, chứ không phải tôi. Vậy hóa ra cậu ta cũng là người lương thiện sao? Trương Bá Vũ, cái tên này lần đầu tiên cảnh sát nghe đến. Như bắt được vàng, cảnh sát tiếp tục hỏi Bá Hồng Viên về người này thì được biết. Hóa ra Vũ là người yêu cũ của vợ Quốc, cũng là đối thủ làm ăn hiện tại của anh ta. Trương Bá Vũ là người có tính cách côn đồ, thường hay động tay động chân lúc nóng giận. Sau khi biết tin bạn gái cũ lấy chồng, anh ta mới bắt đầu thấy có lỗi và nghiêm túc làm ăn. Tuy nhiên, bản tính thì khó rời, cứ hễ say xỉn là lại nói năng bậy bạ, nói không xong thì lại động thủ với người đối diện. Cách đây 2 năm, Vũ và Quốc có vô tình gặp nhau. Cả hai người lúc này đã là đối thủ trong ngành vận tải cá nhân. Trương Bá Vũ vốn rất căm ghét Quốc vì đã lấy đi người con gái mà anh ta từng yêu thương. Sau đó lại thêm cuộc chiến trên thương trường. Vũ từng bị Quốc hớt tay trên vài hợp đồng nên lại càng căm thù. Nghe những người quen kể lại, mỗi lần say xỉn, anh ta lúc nào cũng lẩm bẩm. Phải giết chết tên đó, không, phải là cả nhà hắn, kể cả kẻ bội tình kia. Tuy nhiên, mọi người cũng chỉ cho đó là lời của ma men nên không suy nghĩ nhiều. Cảnh sát nhanh chóng tìm đến nhà Trương Bá Vũ, nhưng không thấy anh ta. Tìm đến công ty thì được biết, Vũ đang có chuyến công tác 1 tháng tại Thượng Hải, còn 5 ngày nữa anh ta mới hoàn thành và trở về lại Bắc Kinh. Liên hệ tại khách sạn nơi Vũ đang ở tại Thượng Hải, nhân viên xác nhận Vũ luôn trở về khách sạn mỗi ngày. Vậy là nghi phạm tiếp theo cũng đã được loại trừ khỏi danh sách tình nghi. Ngay lúc cảnh sát tưởng chừng sẽ gặp khó khăn với vụ án này, thì Tô Chí Quốc đã đến trình báo một tin mới. Quốc nói vào khoảng tháng 5, vợ thường hay về nhà và phàn nàn về ông chủ nơi cô làm việc. Ông ta thường có hành vi quấy rối và xâm phạm cô. Lúc đó, Quốc có đề nghị cô xin nghỉ việc, nhưng cô nói là muốn làm đến hết tháng để nhận đủ lương rồi mới thông báo nghỉ. Tuy nhiên đến tháng 7, trong một bữa tiệc với đồng nghiệp cũ, có cả ông chủ. Ông ta đã mượn hơi men để tán tỉnh và cảnh cáo cô rằng sẽ làm phiền cuộc sống của gia đình cô nếu cô không qua lại với ông ta. Ngày 18 tháng 12, Quốc ra ngoài làm việc. Vợ đã gọi và kể rằng ông Thẫm đã đến nhà gặp vợ anh và cả hai bên đã xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, nguyên nhân cuộc cãi vã đó là gì thì Quốc không biết được. Vì lúc đó, anh không muốn nói chuyện quá lâu với vợ, nên chỉ trấn an cô rồi nhanh chóng cúp máy. Tô Chí Quốc nghĩ rằng có thể chính ông ta đã làm cho gia đình mình gặp phải hoàn cảnh tang thương này. Vừa kể, Quốc vừa tức giận không kiềm chế được mà buông lời chửi rủa. Quả thật là trong hoàn cảnh mất cả gia đình như vậy thì khó ai có thể bình tĩnh được. Sau khi nghe được thông tin trên, cảnh sát đã xác định được danh tính của người đàn ông kia. Ông ta tên Kiều Thẫm, 46 tuổi, đã ly dị vợ và sống một mình. Ông ta là chủ của một nhà hàng nhỏ tại Bắc Kinh, nơi vợ Tô Chí Quốc từng làm việc. Theo như nhận xét của nhân viên, ông Thẫm là một người nóng tính, cộc cằn nhưng đãi ngộ nhân viên rất tốt. Trong công việc rất nghiêm túc và sạch sẽ. Trước đây, khi vợ Quốc còn làm ở nhà hàng, Kiều Thẫm đã để mắt đến cô và có những thái độ khác biệt với những nhân viên còn lại. Mọi người tuy ai cũng cảm nhận được điều này nhưng không một ai dám lên tiếng. Truy xuất camera tại nhà hàng, cảnh sát nhận thấy
lúc 12 giờ đêm ngày 23 tháng 12, Kiều Thẫm bước ra khỏi nhà hàng với một túi ni lông đen và một can nhựa khá lớn. Không ai bảo ai, tất cả các cảnh sát có mặt tại đó, ai cũng có cùng một suy nghĩ sau khi nhìn thấy hình ảnh này. Nhớ lại tại hiện trường, cảnh sát có phát hiện một can xăng đang cháy gần hết trong ngôi nhà của các nạn nhân. Khả năng đó chính là can xăng mà hung thủ đã chuẩn bị để thực hiện tội ác. Tuy nhiên, một vài cảnh sát lại cho rằng can nhựa của Kiều Thẫm có phần nhỏ hơn can xăng tại hiện trường. Chưa kể, với lượng xăng trong can này thì không đủ để làm bùng cháy ngay cả 4 thi thể. Cảnh sát tiếp tục theo dõi camera với hy vọng sử dụng nó để làm bằng chứng kết tội nghi phạm. Thế nhưng, khi Thẫm vừa rời khỏi nhà hàng 300m đã mất dấu do camera bị khuất tầm nhìn. Lúc này, dường như đến 80% khả năng nghi phạm Kiều Thẫm chính là hung thủ của vụ phóng hỏa thảm sát cả nhà họ Tô. Trước mặt cảnh sát, Thẫm tỏ vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra và yêu cầu cảnh sát đưa ra bằng chứng trước khi kết án mình. Sau một hồi giằng co, Thẫm cuối cùng cũng chịu kể lại sự việc. Ông ta kể lại là từ ngày 15 tháng 12, nhà hàng của ông ta liên tục bị phàn nàn về thức ăn. Nhưng sau khi kiểm tra nhiều lần, ông ta nhận thấy không có sự thay đổi trong công thức. Nhưng quả thật là đồ ăn càng ngày càng đi xuống. Nghĩ rằng là đã bị người khác chơi xấu. Và ông nghĩ người vừa có thủ oán, vừa biết được vị trí của nhà hàng chỉ có thể là vợ anh Tô. Vậy nên, tối ngày 18, ông Thẫm đã đến nhằm hai mặt một lời với cô. Những ngày tiếp theo, ông Thẫm kiểm tra từng ngóc ngách cho đến gia vị của nhà bếp và nhận thấy dường như vấn đề đều nằm ở trong dầu ăn. Quản lý của cửa hàng vì muốn cắt chặn chi phí mà sử dụng lại dầu cũ nhiều lần làm cho thức ăn có mùi khó chịu. Lúc này, ông mới biết là mình đã trách lầm cô và quyết định đợi nhân viên tan ca sẽ đem dầu đi thay mới. Tối ngày 23 tháng 12, can nhựa mà ông Thẫm cầm đi chính là can dầu ăn cũ, còn túi ni lông đen kia là chứa số rác thải ở trong nhà bếp. Cả hai đều được ông đem đến bãi rác ở trên đường về nhà để vứt. Cảnh sát ngay sau đó đã có mặt tại bãi rác và nhìn thấy những đồ mà ông Thẫm đã vứt. Lúc này họ xác nhận được Kiều Thẫm không phải là hung thủ của vụ án. Cho đến tận bây giờ, cảnh sát vẫn không cảm thấy có bất kỳ ai khả nghi. Vụ án cứ như vậy, càng ngày càng không có lời giải. Rõ ràng đã biết được vụ hỏa hoạn này không phải tự nhiên mà có. Tuy nhiên lại không thể tìm ra được manh mối nào có ích. Sáng hôm sau, cảnh sát Trương, một trong những thành viên của đội điều tra, đã phát hiện một điều kỳ lạ. Họ phát hiện vào 2 tháng trước khi xảy ra tai nạn, tức là vào tháng 10, Tô Chí Quốc đã mua cho gia đình gồm bố, vợ và bản thân mỗi người một bảo hiểm. Với mức bảo hiểm tối thiểu cho mỗi người là 300.000 nhân dân tệ, hơn 900 triệu tiền Việt. Và mức bảo hiểm tối đa là 600.000 nhân dân tệ, gần 2 tỷ tiền Việt. Và anh ta là người thừa kế của họ. Điều này là sự trùng hợp hay là những gì mà mình và các bạn đang nghĩ? Dù là gì đi chăng nữa, thì điều này cũng rất đáng nghi. Nếu Quốc thật sự sát hại bố và vợ anh ta, nghĩa là nếu hai người này đều chết, Tô Chí Quốc sẽ nhận được ít nhất tối thiểu 600.000 nhân dân tệ, gần 2 tỷ tiền Việt và tối đa là 1,2 triệu nhân dân tệ, gần 4 tỷ tiền Việt, tiền bồi thường bảo hiểm. Cảnh sát lúc này đã đặt ra giả thuyết như sau. Tô Chí Quốc vì muốn chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khổng lồ nên đã lên kế hoạch sát hại vợ và bố ruột. Tuy nhiên, vì cả con gái và bà đều ở nhà, nhìn thấy hành động của hắn, vì vậy, hắn quyết định sát hại tất cả các thành viên có mặt trong nhà. Nhưng nếu anh ta là hung thủ ngày hôm đó, vậy thì ai là người đi chung với Luna và Bá Hồng Viên vào tối ngày 23 tháng 12? Hay là Luna là đồng phạm của Quốc và hai người đã thực hiện kế hoạch sau khi lừa được Bá Hồng Viên làm nhân chứng ngoại phạm cho mình? Tất cả sẽ được sáng tỏ sau cuộc điều tra tiếp theo của những cảnh sát viên. Với những suy luận của mình, cảnh sát một lần nữa triệu tập Tô Chí Quốc về đồn. Lần này đứng trước câu hỏi về các bảo hiểm mà Quốc đã mua. Quốc nói rằng bản thân chỉ muốn phòng hờ cho gia đình khi lỡ có đau ốm. Thế nhưng câu trả lời lại không đủ thuyết phục, trong lời nói lại lắp bắp, không rành mạch, đã khiến cho cảnh sát rất nghi ngờ. Cảnh sát hỏi rằng tại sao không mua bảo hiểm cho bà và con gái
trong khi hai người họ là những người ở độ tuổi dễ bị đau ốm nhất. Nếu là vì tài chính, tại sao không mua hạn mức bảo hiểm thấp hơn để đủ cho cả gia đình? Nghe tới đây, Tô Chí Quốc bỗng nhiên im lặng. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, cảnh sát tiếp tục đưa ra những câu hỏi xoay quanh về hợp đồng bảo hiểm, khiến cho Quốc lúc này đã buông bỏ áo giáp phòng thủ. Tô Chí Quốc lúc này đã gật đầu và nhận tội rằng chính hắn đã ra tay sát hại cả nhà để nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Đúng vậy, bạn không hề nghe lầm đâu. Hắn vì số tiền đó mà ra tay tàn nhẫn với những người máu mủ ruột thịt của mình, từ người già cho đến đứa con gái 5 tuổi của hắn. Vậy thì, còn việc tối ngày hôm đó, hắn đã ở chung với hai người Luna và Bá Hồng Viên. Hai người đang bao che cho hắn, hay chính hai người cũng tham gia vào vụ án này? Không ngờ chính ngày hôm ấy, Bá Hồng Viên đã đến tự thú. Và sau đó cảnh sát ập đến vây bắt Luna. Thực chất, gợi ý cho câu hỏi trên vốn dĩ đã có ngay từ đầu. Đó chính là 3 ly nước trên bàn không chứa DNA của những nạn nhân khác. 3 ly nước này vốn là lời mời dành cho 3 người bọn chúng. Ấy thế mà lại là lời nói tạm biệt của gia đình họ. Tô Chí Quốc là con trai duy nhất trong nhà. Gia đình từ nhỏ đã rất quý mến hắn. Hắn thích ăn gì, muốn gì, cho dù là bất kỳ yêu cầu gì, cha mẹ của hắn cũng sẽ không từ chối. Năm 1997, hắn xuất ngũ. Để có nguồn thu nhập ổn định, gia đình anh đặc biệt dồn tiền cho anh kinh doanh vận tải độc lập. Sau khi xuất ngũ một thời gian ngắn, hắn gặp được người vợ hiện tại và hai người đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chỉ sau vài tháng yêu đương, Quốc trở về nhà và xin cha mẹ được lấy cô. Cha mẹ hắn đến giờ vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Quốc nên lập tức đồng ý. Không ngờ chính sự chiều chuộng của gia đình lại khiến Tô Chí Quốc nảy sinh tính cách ích kỷ và lười biếng, cuối cùng khiến gia đình tan nát. Cuộc sống của Tô Chí Quốc có thể nói là rất tốt đẹp sau khi hắn bắt đầu kinh doanh vận tải cá nhân. Được bà ngoại giúp đỡ chăm sóc các con, người cha giúp đỡ gánh nặng, người vợ đức hạnh hiền lành và một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Cuộc sống của hắn ta được coi là rất dễ dàng và chỉ cần một chút nỗ lực hắn có thể sống một cuộc sống rất tốt. Nhưng Tô Chí Quốc vẫn chưa hài lòng. Sau khi quen với Luna, một nhân viên trạm xăng 23 tuổi, bọn họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Đắm chìm trong sự dịu dàng, hắn chỉ mong dẫn dắt người yêu sống một cuộc sống giàu sang và không ngần ngại dấn thân vào con đường phạm pháp, phạm tội. Một ngày vào tháng 8 năm 2004, khi hắn ta vô tình xem một chương trình pháp luật trên TV phát sóng một vụ gian lận bảo hiểm. Khi đó, hắn và Luna đang yêu nhau nồng nhiệt. Trong lúc trò chuyện, họ đã bày tỏ suy nghĩ của mình. Luna đề nghị mua cho cô ta một hợp đồng bảo hiểm. Người thụ hưởng là tên của Tô Chí Quốc. Sau này, nếu có chuyện gì xảy ra, Quốc có thể lấy được tiền. Thật khó để nói liệu cô ta có thực lòng với những gì cô ta nói hay không. Nhưng Tô Chí Quốc đã nghiêm túc xem xét điều đó và cảm thấy Luna tốt hơn vợ mình. Sau này, hắn ta nảy ra ý định lừa gạt vợ và sau đó là bố. Nghĩ rằng bằng cách này, hắn có thể nhận được số tiền bồi thường lớn hơn sau một vụ tai nạn. Vào tháng 10, hắn mua 3 hợp đồng bảo hiểm cho cha, vợ và bản thân mình. Với mức bảo hiểm tối thiểu cho mỗi người là 300.000 nhân dân tệ và mức bảo hiểm tối đa là 600.000 nhân dân tệ. Tô Chí Quốc là người thừa kế của bố và vợ. Nghĩa là nếu như hai người này chết, hắn ta sẽ nhận được tối thiểu là 600.000 nhân dân tệ và tối đa là 1,2 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường bảo hiểm. Khi đó, cách 600.000 chỉ là con số ngày, Tô Chí Quốc hoàn toàn mất hết nhân tính khi mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc sau khi nhận được số tiền bồi thường. Có thể có người cho rằng Quốc lúc đó không muốn làm hại bà và con gái mình. Hắn vẫn còn một chút nhân tính. Thế nhưng trên thực tế, lý do hắn loại trừ bà và con gái mình là vì một người còn quá trẻ và một người thì đã quá già. Cả hai không đủ tuổi bảo hiểm mà hắn đã mua. Tuy nhiên, sau đó số tiền bảo hiểm khổng lồ là nguyên nhân khiến Tô Chí Quốc đối xử tàn nhẫn với 4 người thân của mình như vậy. Đồng thời cũng là nguyên nhân khiến bộ mặt xấu xí của hắn bị lộ. Từ khoảng tháng 8, Tô Chí Quốc đã bắt đầu âm mưu giết cha và vợ. Lúc này, hắn nhận thấy chỉ có mình và Luna là không đủ. Vì vậy, đã dùng tiền lôi kéo thêm một người bạn là Bá Hồng Viên.
Bá Hồng Viên sau khi nghe lợi nhuận mình được chia bị tiền làm mờ mắt, nên sáng sớm ngày 23 tháng 12 năm 2004, ba người đã sẵn sàng ra tay. Lúc đầu, kế hoạch của cả ba là lừa vợ Tô ra ngoài, sau đó giết cô với lý do tai nạn giao thông. Trọng trách này được giao cho Luna, nhưng vì Luna không dám làm gì nên đành lái xe về nhà. Tô Chí Quốc sau khi nghe kết quả từ nhân tình thì đã ngay lập tức chuyển đổi kế hoạch. Cả ba quyết định đến tận nhà để ra tay. Tối ngày 23 tháng 12, Tô Chí Quốc đã dẫn theo Luna và Bá Hồng Viên về nhà với tư cách là bạn bè. Vì trước đây, người vợ đã từng gặp Viên nên khi thấy chồng về nhà cùng với một người đàn ông và một người phụ nữ xa lạ, cô không nghi ngờ mà vẫn ân cần chào đón họ. Sau khi ăn xong bữa tối, cả bốn người cùng nhau ngồi ngoài phòng khách trò chuyện. Được khoảng 10 phút thì chia nhau đi ngủ. Luna vào phòng hai vợ chồng Tô Chí Quốc ngủ cùng cô và con gái họ. Tô Chí Quốc và Bá Hồng Viên thì ngủ chung phòng với bố của Quốc. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 12, Tô Chí Quốc và Luna đã bóp cổ người vợ khi cô đang ngủ. Nghe tiếng rên rỉ của mẹ, cô gái nhỏ giật mình tỉnh dậy và hét lên: "Bố ơi, bố ơi!" Thật không may, tiếng hét của cô bé không thể lay chuyển được sự máu lạnh của Tô Chí Quốc. Sau đó, cô bé cũng bị bóp cổ đến tắt thở. Nghe âm thanh ồn ào từ phòng con dâu, bố và bà của Quốc đã chạy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Ngay lập tức, Quốc và Viên đã lao tới tấn công và bóp cổ hai người cho đến khi tử vong. Viên còn cẩn trọng sử dụng găng tay và có một con dao trong tay. Tuy nhiên, sau đó bọn chúng thay đổi kế hoạch nên Viên phải vứt hai thứ đồ này vào biển lửa. Không may, tay hắn vô tình chạm vào con dao và gây ra vết thương nhỏ. Hắn ta cũng cẩn thận lau đi vết máu trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, nên cảnh sát không thể thu được chứng cứ nào. Sau khi hoàn thành kế hoạch giết người, Viên chạy xuống nhà, đi theo hướng của Quốc chỉ để tránh camera giám sát tại khu dân cư. Xách can xăng đã chuẩn bị trước đó đi lên nhà. Cả ba đã đổ xăng lên 4 thi thể, đốt cháy và bỏ trốn. Tô Chí Quốc vốn tưởng rằng với cái chết của 4 người sẽ không có ai nghi ngờ mình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có manh mối cho mọi tội ác. Hợp đồng bảo hiểm khổng lồ cuối cùng đã vạch trần sự thật. Sau khi bị bắt, Tô Chí Quốc không hề hối hận về hành vi giết người của mình. Mặt khác, Luna nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi biết rằng mình đã phạm tội nghiêm trọng và tôi xứng đáng nhận được kết quả như ngày hôm nay. Tôi khuyên các bạn hãy thận trọng khi kết bạn và biết cách tự bảo vệ mình. Tôi cũng muốn nói ngàn lời xin lỗi với gia đình tôi. Dù thế nào đi nữa, đúng là cả ba đã phạm tội cố ý giết người và đốt phá, tình tiết phạm tội cực kỳ nghiêm trọng." Đến đây, các bạn có thắc mắc vì sao Bá Hồng Viên lại có bằng chứng ngoại phạm chặt chẽ lúc đầu với vết máu trên con dao nhà bếp không? Thực chất thì đó chỉ là một sự trùng hợp và vô tình lại trở thành chứng cứ ngoại phạm của hắn ta. Nhưng mà tội ác là tội ác, hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Điều 232 của Luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: bất cứ ai giết người vì lợi ích tài chính hoặc bằng thủ đoạn hèn hạ khác và gây ra cái chết cho nhiều người thì bị kết án tử hình, tù chung thân hoặc tù có thời hạn trên 10 năm. Điều 115, người nào phóng hỏa gây thương tích nghiêm trọng hoặc chết người hoặc gây thiệt hại nặng nề cho tài sản công, tài sản riêng thì bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình. Vào ngày 29 tháng 6 năm 2005, Tô Chí Quốc và Luna bị kết án tử hình vì một số tội danh. Bá Hồng Viên là đồng phạm có tình tiết đầu thú nên chỉ bị tuyên án tử hình treo. Những tình tiết và hành động của hung thủ trong vụ án vô cùng tàn nhẫn, khiến chúng ta không thể nào tin rằng hắn lại là người thân nhất của những nạn nhân. Và như câu hỏi đã đặt ra ban đầu, rốt cuộc là phần con của hung thủ đã chiếm bao nhiêu phần trong cơ thể hắn? Có lẽ với riêng Tô Chí Quốc thì chúng ta không thể nào đoán cho được. Và vụ án lần này cũng chính là một lời cảnh tỉnh dành cho các bậc cha mẹ. Trong giáo dục trẻ, đôi khi cũng cần phải có sự cứng rắn nghiêm khắc. Không nên quá chiều chuộng, đáp ứng những yêu cầu vô lý của con. Tránh cho các con hình thành thói quen ỷ lại và lười biếng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tụi mình trải qua hơn 20 phút với vụ án ngày hôm nay.
hãy bình luận dưới video những ý kiến của các bạn về vụ án ngày hôm nay nhé. Và đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.